2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi Giò. Bình luận viên Tào Lão chào bà Đao Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là set đấu chung kết của cặp đấu này. 11 điểm tay nha các bạn. 11 điểm tay nha các bạn. Đây là set chung kết nha. Hai trọng tài là Sang và Toàn của Củ Chi. Làm việc rất ok. Đây là sân chơi của chị ấy. Hôm nay Biên Hòa Đồng Nai giải lớn nhất của miền Nam từ trước đến nay. Nhất 30, nhì 15, 3 năm. Phòng thủ, chiền 2, tấn công xuất sắc nhất mỗi giải 1 triệu. Xin chúc mừng tất cả mọi người đã có mặt tại sân. Và chúc cho luôn sức khỏe, bình an tất cả mọi người nha. Chuẩn bị xem tiếp cặp đấu đẳng cấp này. Nãy giờ cơ hội quá trời phản công nhưng mà nó phát ra ngoài, nhưng mà cơ hội cũng có phản công cũng đều đều ngon không? Bên này bên nhà đâu có chặt đang để làm cái trắng rồi thì ngon đúng không? Cái đầu nãy chen rồi trước anh còn trắng rồi chưa làm không trắng được một trái đi nhẫn ăn chưa nó to không có trời. Mười một điểm nha các bạn. Các bạn hãy chờ xem nha. Không quá hay, và chỉ lấy quá tuyệt vời của Bảo Câu. Đây là trận 11 điểm tới nha các bạn. 11 tới nha. Trường 2K Tú FC Pháp Bông một pha chân bông tông của Cường Cao và Bảo Cao. 2-0. Một pha kết thúc tốt của đàn mèo. 1-2 tài nhỏ pha bông. Quá ghê, quá ghê cho tôi chi. Một pha chuyền bóng vừa tầm cho tôi em chi. 3-1. Một pha chơi lý quá hay. Quá hay của đằng mèo vừa rồi. Hai ba. Quá ghê cho Bảo Cao. 4-2. Pha cho bóng qua hay cô Cường Cao một bên chân. Năm hai. Tụ pháp bóng ra ngoài. Ba năm. Một pha cho bóng qua hay của Đăng Mèo và Bảo Trẻ. 4-5.
Quá tuyệt vời cho báo cáo. 6 bóng đội sân. Thật sự báo cáo có thể nói là phong độ rất tuyệt vời cho cái giải này. Đường biên số 2 quá ngọt cho báo cáo. Báo cáo quê Thốt Nốt Cần Thơ. Cảnh ở nè sẽ vô cảnh hơi. Hai đội này đấu nhau đứng thì có thể được. Và kết thúc tốc của Hồng Cơ Bắp. Tài, 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 tài súng, tài súng, tài súng. Em đang nhảy, cháu xin vô dính đầu của em với thằng Cảnh không à. Kéo xin ghế vô ghế tài. Kéo ghế xin vô tài. Đang tiếc, đang mêu. Bà Bảo nhảy vào lưới. 7 năm. Đang tiếc vào bóng vừa rồi. Trường cho bóng đến bóng ra ngoài. Đang mêu và báo cao nhảy vào lưới các bạn à. Quá đáng tiếc cho đội chủ nhà. Xin lỗi các bạn, trường cho bóng đang ngồi trước đây. Trường 2000. Trường bàn tay Phật tổ và trường 2000. 7 năm. Quá hay, quá hay. Báo cao và cường cao đã làm chồng cơ bắp 35 kg tắt điện qua bóng vừa rồi. 8 năm. Cơ hội. Quay, quay. May mắn. Quá may mắn cho Tô FC. 10 năm. Nếu không có gì thay đổi phép màu nào cho đội chủ nhà lật ngược tình thế cờ đây. Phép màu nào đây? Kèo trên sôi, chuẩn bị enter đi. Các bạn kèo trên chuẩn bị enter. 10 năm. Lại là Tô FC. 60. Đây là tài võ chuẩn bị số bóng. Sáu mươi. Sáu mươi. Một pha lập chùm xử lý của báo cao và Hiếu Đô Kỳ Tây. 70 đang hội ý rồi. 70 mày như thế nào thôi, quan trọng là con người của mày thôi. Nếu không có gì thay đổi, kèo trên ra đảo xa. Mày vô đường nào? Mày đứng đầu mày xuống đó rồi đó. Giờ mày đứng đâu? Tính điểm là bằng điểm. Mười một tay các bạn, 4 giây penalty cho Tú FC và đồng đội. Ý nó là sao?
70. Tám mươi. Chưa biết điều gì đang xảy ra, các bạn ba quả bên tay liên tục. Kết thúc chương trình đại truyền hình đây là hết. Xin chúc mừng Hoàng Mai đã vào bờ an toàn. Xin chúc mừng. Tôi cho nó mệt cái đi. Là ý là sau á, sau này nè. Chủ nhà mà quýnh với đội nhà đó tới 12 đó là vô không được sắp chép được. Nếu con mà ăn Hoàng Mai hai bữa hai con á, thì con có tự vô, con có tự vô mà đường mà thả lên rồi tập cái đội sáng á là con quýnh với đội nào rồi đây là ông bầu Hoàng Minh Cúpy và ông bầu Vũ Arsenal. Ông bầu Vũ Arsenal đổi tên là Vũ Đỗ Thư đang bàn tán như thế nào nếu hai đội chung chuồng ra khơi nữa vui nè nha. Bây giờ nó đang có 1 điểm nữa là nó 3 điểm rồi, nó thắng 2-0 nó có 3 điểm, nó 6 điểm, đường nào nó lội mà tính 7 đi cùng hả. Cho già đem thi thắng anh 2-0 nó có 3 điểm mà nó thắng được 2 điểm, nó có 5 điểm chứ nhiều. Giờ vô đội của thằng nhỏ nó quýnh thắng 2-0 rồi nó có 3 điểm, nó phải nó 6 điểm không. Sao nó lội được? Thì đó thì ý là đường vô của nó là vậy. Cũng có thì cũng được. 2-1. 2-1. 2 điểm mà thì bằng điểm mới sáng số. Thắng 2-0 mới được. Rồi. 2-0. Cái đầu quá chứ giờ sáng hiệu số thì bên kia hô xì. Bỏ cuộc hiệu số nó đang...